top 50 tour độc đáo mang lại những trải nghiệm thú vị cho du khách tại Việt Nam vừa được Trung tâm Top Việt Nam và Tổ chức kỷ lục Việt Nam Việt Viking chính thức công bố. Trong danh sách này thì chợ nổi Cái Răng Cần Thơ, đặc sản du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long được góp mặt trong top 20. Viking gọi tour du lịch thú vị này là lên đến chợ nổi Cái Răng khám phá đặc sản du lịch của đồng bằng sông Cửu Long và cho rằng mang trên mình nét đặc trưng vô cùng độc đáo của miền Tây sông nước. Chợ nổi Cái Răng là điểm đến hấp dẫn, thu hút khách du lịch ghé đến trải nghiệm. Nơi đây được hình thành từ đầu thế kỷ 20 là nơi mà người dân miền Tây đến để trao đổi mua bán hàng hóa. Vikings còn có những miêu tả chi tiết về chợ nổi Cái Răng. Do chợ hợp trên sông nên muốn mua hàng và tham quan, du khách phải ngồi trên những chiếc xuồng. Tham quan chợ nổi, du khách không chỉ được ngắm nhìn những cây bẹo độc đáo treo gì bán đó, đặc trưng phong cách tiếp thị của thương hồ, mà còn tận hưởng sự trù phú của dùng sông nước miệt vườn từ trái cây, nông sản. Khách còn được thưởng thức các món ăn dân giả mang đậm chất Nam Bộ như bánh tét, bánh cam, bánh ít, bánh canh, bún riêu, bún mắm hay các loại thức uống phong phú.